những cái tên cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa, đình Tân Trào, đình Hồng Thái. Đây là những địa danh gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ Tân Trào, những chủ trương, chỉ thị của Đảng, của Bác đã truyền đi khắp mọi miền đất nước. Tại đây, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã có những quyết định quan trọng lãnh đạo thành công cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước tháng 8 năm 1945, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do. Năm nay đã gần 90 tuổi, nhưng với ông Đỗ Đình Cường ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, những ngày mùa thu tháng 8 lại thôi thúc ông trở lại Tân Trào. Để giúp cho bố được toại nguyện, hai người con trai của ông lại sắp xếp công việc đưa bố về với vùng chiến khô xưa. Những năm kháng chiến chống Pháp, ông Đỗ Đình Cường ở đơn vị Đại đoàn Đồng Bằng, Sư đoàn 320. Trong một trận đánh lớn tại mặt trận Tây Nam Ninh Bình, ông Cường đã bị thương và mất đi 81% sức khỏe. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với ông Cường, những ngày tháng 8 lịch sử mùa thu năm 1945 vẫn luôn còn mãi trong tâm trí ông. Với ông Kim Đình Sen ở xã Đồng Văn, tỉnh Vĩnh Phúc, lần này là lần thứ ba ông về Tân Trào, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Sau hơn 20 năm quay trở lại cùng với các cựu chiến binh, cảm xúc của ông Sen vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu tiên ông đặt chân đến vùng đất này. Những hiện vật, cảnh quan nơi đây như quá đỗi quen thuộc với ông. Chuyến đi lần này, ông như một hướng dẫn viên thực thụ, hướng dẫn cho anh em trong đoàn. Khi mà quốc dân đồng bào họp ở đây thì chủ tịch được bầu làm chủ tịch lâm thời, thì cụ đứng tại đây và cụ đọc là cái lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc. Những di tích lịch sử, những câu chuyện về Bác càng làm cho ông và mọi người trong đoàn cảm thấy nhân lên niềm tự hào khi về nơi đây. Đã là người cựu chiến binh mà lại thăm lại được cái nơi di tích cũ thì để lại cho tôi một cái ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thế bây giờ nó khác nhiều lắm, không tưởng tượng nổi. Khang trang rồi, có ban đón tiếp rồi, thì là có hướng dẫn viên rồi, thì tổ chức rất là chặt chẽ, rất là chu đáo. Vượt chặng đường dài gần 2.000 km, đoàn cán bộ công an tỉnh Long An đã có mặt tại Tân Trào, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Mọi người như được sống trong không khí hào hùng, được nghe những câu chuyện về ông Ké và những năm tháng không thể nào quên của lịch sử cách mạng Việt Nam. Chiến khu cách mạng Tân Trào có vị trí đắc địa về mặt quân sự. Chính vì thế, tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nơi đây để lãnh đạo cách mạng, chỉ đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi toàn quốc. Về đến Tuyên Quang, về đến cái Tân Trào, khu Tân Trào, thì phải nói rằng là gắn với cái lịch sử mà đã nghiên cứu và tìm kiếm và cái trao đổi thêm của hướng dẫn viên, thì thấy rằng là những người xưa, những
Bác Hồ và là những cái bậc tiền bối kháng chiến đã dày công kháng chiến gian khổ. Hành trình về với khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào là về với cội nguồn. Trong mỗi người đều cảm thấy bồi hồi, xúc động. Nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện về Bác, về những khó khăn của thời kỳ đầu kháng chiến. Về ý chí của quân và dân ta với mong muốn hòa bình, độc lập. Đây là lần đầu tiên tôi được đến đây là Tuyên Quang. Và được đến cái khu di tích là Tân Trào, nơi mà trước đây là Bác Hồ đã từng sống ở đây chiến đấu. Khi đến đây thì tham quan ở khu này thì tôi cảm thấy rất là xúc động khi nhìn cái căn nhà tre nứa, rồi nhìn cái cảnh vật xung quanh, thấy cái điều kiện nếu mà thời chiến tranh hồi xưa rất là khó khăn, điều kiện rất khó khăn mà ông cha ta, đặc biệt là Bác Hồ, vị cha già kính yêu của chúng ta, đã chiến đấu phải nói là rất là kiên cường. Thì với chúng tôi là những người thế hệ trẻ thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, làm hết sức mình, cống hiến cho đất nước, bảo vệ đất nước, tất cả là vì tấm lòng của Bác. Hôm nay chúng tôi, đoàn công an tỉnh Long An về nguồn khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào, nơi mảnh đất thiêng Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo kháng chiến thành công, được về thăm khu di tích, ôn lại truyền thống cách mạng, thấy công lao vĩ đại của Bác Hồ kính yêu, lãnh đạo kháng chiến cách mạng Việt Nam từ nghìn cân treo sợi tóc đến kháng chiến thành công. Tiếp bước cha ông, chúng con nguyện tiếp tục cống hiến sức mình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh, dân chủ và giàu đẹp hơn. Mỗi năm có hàng vạn người con trên mọi miền Tổ quốc hành trình về nguồn, về với Tân Trào. Họ viết nên cảm xúc của mình trên những cuốn sổ viết cảm tưởng được lưu giữ tại đây. Với gần 100 cuốn sổ viết cảm tưởng, có nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và cũng có nhiều bài viết của du khách trong nước và quốc tế. Ngày 7 tháng 2 năm 1990, đến Tân Trào, từ lâu đã thấy Tân Trào, trong thơ trong ảnh lúc nào cũng xinh, hôm nay mới thấy thật tình, mới nhìn tận mắt mái đình cây đa, dù cây cổ thụ không hoa, vẫn xòe tán đẹp như là trong tranh, dù cây già cả thân cành, tấm lòng cách mạng vẫn xanh mái đầu. Hiện tại, Ban Quản lý đang lưu giữ gần 100 cuốn sổ ghi cảm tưởng của các đoàn khách khi đến tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào tính từ thời điểm năm 90 đến bây giờ. Thông qua cái sổ ghi cảm tưởng ở đây, thì trong mỗi một định kỳ, mỗi một tháng, thì Ban Quản lý có rà soát và có đọc lại các cái dòng lưu bút ghi cảm tưởng của du khách, ngoài những cái dòng tâm sự của khách tham quan khi đến khu di tích để cảm nhận và chia sẻ những cái giai đoạn lịch sử hào hùng, những cái mà hiện tại thì Ban Quản lý đang làm được những cái gì. Thì dựa trên những cái sổ ghi cảm tưởng đó thì chúng tôi cũng đọc được nhiều những cái mà sự đóng góp ý kiến của du khách để làm sao cái công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào được tốt hơn. Thì Ban Quản lý chúng tôi cũng đã sẽ định hướng là thực hiện ra một tập san, viết một cuốn sách và để biên soạn những cái bài viết, những cái bài thơ, những cái tâm sự, những dòng chia sẻ của du khách thập phương khi đến với Tân Trào. Chúng tôi sẽ sàng lọc và biên soạn để cố gắng là sẽ ra được cái ấn phẩm. 74 mùa thu đã qua, Tân Trào hôm nay đang từng ngày đổi mới. Những con đường mới mở, nhiều ngôi nhà được tôn tạo. Với người dân ở Tân Trào, ký ức về những sự kiện diễn ra tại Tân Trào trong cách mạng tháng 8 năm 1945 luôn sống mãi và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng, người dân ở Tân Trào hôm nay luôn đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo ra diện mạo mới cho vùng quê cách mạng.
Tân Trào là một trong những địa phương là khu căn cứ địa cách mạng. Có thể nói là kể từ ngày đất nước được thành lập cho đến nay thì quê hương Tân Trào đã được đổi thay rõ rệt. Bà con nhân dân các dân tộc ở khu căn cứ địa đã được nâng cao về cái vật chất và tinh thần cho người dân, từ cái việc mà đặc biệt là cái công tác thu nhập bình quân hiện nay trên địa bàn xã Tân Trào đã đạt được 31,5 triệu đồng trên người trên năm. Các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn thì cũng đã được chú trọng và nhân dân luôn tin tưởng vào cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là các cái quy định của địa phương, xây dựng quê hương Tân Trào lịch sử anh hùng ngày càng phát triển đi lên. Về Tân Trào là về với cái nôi của cách mạng Việt Nam. Tân Trào không chỉ có cây đa lịch sử, mái đình Hồng Thái, lán Nà Nưa, mà còn chứa đầy những dấu tích cách mạng về cuộc đổi đời kỳ vĩ trong tiến trình lịch sử đất nước. Mở đường đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của độc lập, tự do. Đó cũng chính là lý do mà khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào mãi mãi không bao giờ phai trong tâm trí của mỗi người con đất Việt.